Sáng cùng ngày, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị quận Cẩm Lệ gồm các ông bà Phan Thị Thúy Linh, Đoàn Xuân Hiếu, Lê Thị Như Hồng có buổi tiếp xúc cử tri ba phường Hòa An, Hòa Phát và Hòa Thọ Tây. Tại buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố thông tin về những kết quả nổi bật tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10 vừa qua, những nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp cũng như trả lời kết quả các kiến nghị của cử tri quận Cẩm Lệ trước đó. Qua tiếp xúc, cử tri bày tỏ phấn khởi trước kết quả của kỳ họp, đồng thời kiến nghị Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp tục giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm như ô nhiễm môi trường, hỗ trợ bảo hiểm y tế cho con em cựu chiến binh, đầu tư thiết chế văn hóa, thiết bị chiếu sáng tại các khu dân cư.